Tyrannosauroidi hay liên họ khủng long bạo chúa là một tập hợp gồm nhiều họ theropod ăn thịt có quan hệ gần gũi với loài khủng long nổi tiếng Tyrannosaurus rex. Các Tyrannosauroid đầu tiên đã xuất hiện vào kỷ Jura trước khi T-Rex và các họ hàng trở thành những kẻ thống trị Bắc Bán Cầu hơn 100 triệu năm. Các thành viên của liên họ Tyrannosauroidi đã được phát hiện ở rất nhiều nơi trên khắp các vùng đất tách ra từ siêu lục địa Laurasia, đặc biệt là Bắc Mỹ. Trái ngược với các liên họ khác như Allosauroid hay Spinosaurus, các Tyrannosauroid có số lượng hóa thạch rất lớn và tương đối hoàn chỉnh, giúp cung cấp một cái nhìn khá toàn diện về cấu trúc giải phẫu và tập tính cũng như môi trường sống của các loài này. Từ nửa cuối thế kỷ 20 trở đi, đặc biệt là giai đoạn đầu của thế kỷ 21, có rất nhiều hóa thạch của các chi khủng long Tyrannosauroidi liên tục được phát hiện ở châu Á, đóng góp rất nhiều thông tin quan trọng, góp phần viết lại lịch sử tiến hóa của các khủng long bạo chúa. Trong đó, đáng chú ý nhất là giả thuyết vùng đất này chính là cái nôi của các khủng long bạo chúa trước khi chúng di cư sang Bắc Mỹ, trong đó có các tổ tiên trực hệ của T-Rex. Vì vậy, ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc với hệ cổ sinh thái rất đa dạng, luôn được xem là một vùng đất vô cùng quan trọng đối với các nhà nghiên cứu về liên họ Tyrannosauroidi nói riêng và cổ sinh vật nói chung. Hãy cùng điểm lại các loài khủng long bạo chúa đã từng phát hiện ở đây trong video của Uncheckshare Top List số 6 này các bạn nhé. Vị trí số 1 là Quan Long. Năm 2002, các giáo sư Từ Tinh thuộc Viện Cổ sinh động vật có xương sống và cổ nhân loại học Trung Quốc và Jim Clark của Đại học George Washington trong một chuyến khảo sát tại vịnh Ngũ Thái thuộc bồn địa Jungle, Tân Cương đã khai quật được hai bộ hóa thạch của một chi khủng long Tyrannosauroid chưa từng được biết đến trước đó. Vào thời điểm đó thì đây là các hóa thạch của Tyrannosauroidi được bảo quản tốt nhất từng được khai quật. Loài khủng long mới được đặt tên là Quan Long Utai với đặc trưng là phần xương mũi hợp thành một cái mào ngay trên mõm. Có khả năng cái mào này đóng vai trò như một vật biểu trưng cho con vật thay vì một món vũ khí. Dựa vào đặc điểm này, Quan Long được xem là một thành viên của họ Proceratosauridae cùng với Utahyrannus hay Calicus. So với các thành viên khác của liên họ Tyrannosauroidi, Quan Long có kích thước khá nhỏ bé, chỉ lớn hơn Dilong một chút. Quan Long sinh sống trong những khu rừng lá kim và xương xỉ khổng lồ cuối kỷ Jura, săn các loài khủng long nhỏ hơn hay động vật có vú. Không như các hậu duệ về sau đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, Quan Long cũng phải lẩn trốn để không trở thành bữa ăn cho các loài khủng long ăn thịt lớn hơn như Yanchanosaurus hay Monolophosaurus. Mình cũng đã có một video nói riêng về Quan Long, các bạn có thể ấn vào góc phải của màn hình để xem hoặc click vào link ở phần mô tả nhé. Vị trí số 2 là Calicus. Hóa thạch của Calicus được phát hiện nằm rải rác trong mỏ đá Berezov ở phía nam Krasnoyarsk, Tây Siberia. Khu vực này thuộc hệ tầng Itas có niên đại từ giai đoạn Barton giữa kỷ Jura cách đây 167 triệu năm. Do đó, Calicus không chỉ là Tyrannosauroid cổ xưa nhất cùng với Proceratosaurus từng được biết đến mà còn là một trong những chi khủng long biệt hóa từ các Colurosaur sớm nhất. Calicus có nghĩa là thằn lằn trong tiếng Khakas, một dân tộc ở Siberia, và Aristotuchus là nguồn gốc cao quý theo tiếng Hy Lạp, gợi nhớ đến nguồn gốc từ các Colurosaur của chúng. Calicus có một cái mào hợp thành bởi các xương mũi, do đó chúng được xếp vào họ Proceratosauridae, một họ khủng long đã tách ra từ rất sớm trong quá trình tiến hóa của các Colurosaur thành các khủng long bạo chúa. Khi so sánh với các thành viên trong họ, Calicus có hình thái sơ khai hơn Quan Long và thậm chí là cả Proceratosaurus. Chi tiết này ủng hộ giả thuyết rất có thể các Protoceratosaurid có nguồn gốc từ châu Á. Vị trí số 3 là Dilong. Bộ hóa thạch tương đối hoàn chỉnh của Dilong có nghĩa là đế long hay vua rồng, với loài duy nhất là Dilong paradoxus được phát hiện tại hệ tầng Nghĩa Huyện, Cẩm Châu, Bắc Phiếu, Liêu Ninh, Trung Quốc. Loài duy nhất là Dilong paradoxus được miêu tả bởi giáo sư Từ Tinh và các cộng sự năm 2004. Một cá thể Dilong trưởng thành chỉ dài khoảng 1,6 m và nặng 5 kg, khá nhỏ bé so với các Tyrannosauroid. Tuy nhiên, Dilong sở hữu nhiều đặc điểm giống với các chi khủng long bạo chúa sau này như cấu trúc hộp sọ và bộ răng, do đó chúng được xem là một thành viên của liên họ Tyrannosauroidi. Dilong cũng từng được xếp vào họ Proceratosauridae, nhưng nghiên cứu vào năm 2016 của Broussard và cộng sự cho thấy chúng là một hình thái tiến hóa cao hơn các khủng long trong bộ này. Một đặc điểm chú ý khác nữa là Dilong là một loài khủng long đầu tiên trong liên họ Tyrannosauroidi được phát hiện có lông vũ.
Loại lông này tất nhiên không phải giống như loại chúng ta thường thấy ở các loài chim hiện đại mà sơ khai hơn và được gọi là protofeather. Giống như nhiều loài khủng long phi điều khác, bộ lông này chỉ có chức năng điều hòa nhiệt độ hoặc trang trí chứ không giúp con vật bay được. Vị trí số 4 là Eutyrannus. Năm 2012, ba bộ hóa thạch hoàn chỉnh của một chủng loài Tyrannosauridae mới được mua lại từ một tay buôn lậu hóa thạch. Theo người này cho biết, cả ba được phát hiện trong một mỏ đá ở Bắc Phiếu, Triều Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Loài khủng long này sau đó mới được giáo sư Từ Tinh thuộc Viện Cổ sinh động vật có xương sống và cổ nhân loại học Trung Quốc mô tả và đặt tên là Eutyrannus hoali. Eutyrannus hoali là một thành viên của phân họ Proceratosauridae, do đó vẫn còn mang đặc điểm của các khủng long bạo chúa sơ khai, chẳng hạn như có ba ngón ở chi trước hay bàn chân có cấu tạo kiểu Actometatarsalian. Một đặc điểm quan trọng khiến cho Eutyrannus trở nên nổi tiếng, đây chính là loài Tyrannosauroid có kích thước lớn nhất, có lông vũ bao phủ. Bộ lông này có thể đóng vai trò điều hòa nhiệt độ, giúp con vật chống lại khí hậu khắc nghiệt nơi chúng sống hoặc đóng vai trò biểu trưng cho chúng. Mình cũng đã có một video riêng nói về Eutyrannus, các bạn có thể tìm xem ở góc phải của màn hình hoặc click vào link ở phần mô tả. Vị trí số 5 là Cynotyrannus. Cynotyrannus cũng được phát hiện tại tỉnh Liêu Ninh nhưng thuộc về hệ tầng Chiuphothang có niên đại từ đầu kỷ Creta. Loài Tyrannosauroid này có quan hệ rất gần gũi với Eutyrannus và cả hai đều là thành viên của phân họ Proceratosauridae. Cynotyrannus có thể có chiều dài đạt từ 7,5 đến 10 mét, lớn hơn rất nhiều so với các Protoceratosaurid nói riêng và các Tyrannosauroid sống từ cuối kỷ Jura đến đầu kỷ Creta nói chung. Mặc dù đạt đến kích thước của các khủng long bạo chúa cuối kỷ Creta, tuy nhiên Cynotyrannus vẫn mang nhiều đặc điểm khác biệt do họ Protoceratosauridae đã phân hóa từ rất sớm. Việc phát hiện Cynotyrannus mang lại ba ý nghĩa quan trọng. Đầu tiên, nó chính là một trong những chi Tyrannosauroid xuất hiện từ rất sớm, qua đó ủng hộ giả thuyết các khủng long bạo chúa có nguồn gốc từ châu Á trước khi chúng di cư sang Bắc Mỹ. Thứ hai, Cynotyrannus là chi Tyrannosauroid có kích thước lớn nhất trong số các khủng long bạo chúa sống vào cuối kỷ Jura hoặc ở đầu kỷ Creta. Do đó, nó có khả năng xu hướng phát triển về kích thước của những loài khủng long ăn thịt đã xuất hiện vào thời điểm này. Thứ ba, Cynotyrannus là theropod lớn nhất của hệ tầng Chihoypiota ở phía tây Liêu Ninh và vùng lân cận, qua đó có thể hiểu rõ thêm về hệ sinh thái cổ ở khu vực này. Vị trí số 6 là Siung Quan Long. Siung Quan Long Bimosis có nghĩa là Hùng Quan Long Bạch Ma, được đặt tên theo thành phố Gia Dục Quan thuộc tỉnh Cam Túc, gần nơi phát hiện ra các hóa thạch của loài khủng long này. Nơi đây có địa danh nổi tiếng Gia Dục Quan, một trong những công trình phòng thủ quan trọng nhất của Vạn Lý Trường Thành với danh xưng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan, được xây dựng vào đời Minh để đề phòng những cuộc đột kích từ phía Tây. Bộ hóa thạch gồm một hộp sọ tương đối hoàn chỉnh, chỉ thiếu hàm dưới cùng các đốt sống lưng. Một phần xương chậu và xương đùi phải được tìm thấy trong một tảng nê nham có niên đại từ đầu kỷ Creta khoảng từ 100 đến 113 triệu năm trước tại một khu vực có cấu trúc địa chất độc đáo được mệnh danh là Bạch Ma Thành thuộc bồn địa Dũ Tỉnh Tử, tỉnh Cam Túc. Vì vậy, Siung Quan Long có tên là loài Bimosis hay Bạch Ma trong tiếng quan thoại. Siung Quan Long nằm ở giữa trong kề tiến hóa của các Tyrannosauroid, có hình thái phát triển hơn các khủng long bạo chúa thuộc thế hệ trước như Dilong và Eutyrannus. Một cá thể Siung Quan Long trưởng thành có thể dài 5 mét và chỉ nặng khoảng 270 cân. Ở Siung Quan Long có thể nhận thấy một đặc điểm đã biến các khủng long bạo chúa thế hệ sau thành các cỗ máy giết chóc như hộp sọ rỗng có điểm bám rộng cho các cơ hàm cực khỏe, chi trước thoái hóa và có các đốt sống cổ đủ chắc chắn để nâng đỡ hộp sọ kích thước lớn. Đặc trưng của Siung Quan Long là có một cái mõm dài và hẹp tương tự như các Aliorhamus, chỉ riêng phần mõm đã chiếm 2/3 chiều dài hộp sọ. Tuy nhiên, nó không được xếp vào cùng phân họ của Alioramini với hai loài Alioramus và Chenchosaurus. Siung Quan Long không có lực cắn mạnh như các hậu duệ sống ở cuối kỷ Creta, nên thường chỉ săn các con mồi có kích thước nhỏ hơn. Vị trí số 7 là Timurenja. Các chi khủng long bạo chúa là những kẻ thống trị từ châu Á đến Bắc Mỹ trong giai đoạn cuối kỷ Creta 66 đến 80 triệu năm trước. Kích thước khổng lồ cùng các giác quan nhạy bén là những yếu tố giúp cho những kẻ ăn thịt đáng sợ này ngự trị trên đỉnh chuỗi thức ăn.
Tuy nhiên, bằng một cách nào đó mà những gã khổng lồ này đã tiến hóa từ những khủng long bé nhỏ sống vào giữa kỷ Jura vẫn chưa được làm rõ cho đến khi những hóa thạch của một loài Tyrannosaurus được phát hiện tại Uzbekistan trong giai đoạn năm 1997 đến 2006. Hóa thạch của loài Tyrannosaurus mới này được tìm thấy giữa hoang mạc Kizilkum thuộc Navoiy Viloyat, Uzbekistan. Đây là khu vực xưa kia thuộc hệ tầng Bisesti có niên đại từ giai đoạn Turon, tiền Creta. Đây được xem là một phát hiện vô cùng quan trọng vì lấp đầy khoảng trống 20 triệu năm còn thiếu trong lịch sử tiến hóa của các khủng long bạo chúa. Loài Tyrannosaurus mới này được Bruce và cộng sự đặt theo tên của đại đế Thiếp Mộc Nhi, người đã sáng lập nền vương triều Timurid trải dài khắp Trung Á. Timurlenja sống cách đây từ 90 đến 92 triệu năm trước và có kích thước bằng một con ngựa nhỏ. Do đó, đây hoàn toàn không phải là sinh vật ăn thịt đầu bảng trong thời kỳ thống trị của các Allosaurus. Kết quả chụp CT scan cho thấy loài khủng long này có hộp sọ khá lớn, đồng thời có ống tai trong khá dài, có thể nghe được các sóng hạ âm. Đây cũng là lý do chúng được gọi là Eutica. Các đặc điểm này đưa đến giả thuyết cho rằng các loài Tyrannosaurus sơ khai đã phát triển về mặt trí tuệ và giác quan trước khi đạt đến kích thước khổng lồ sau này. Đây cũng là chìa khóa giúp cho những Tyrannosaurus nhỏ bé tồn tại dưới bóng của những kẻ ăn thịt khổng lồ trước khi nó đã đạt đến đỉnh cao như sau này. Vị trí số 8 là Chimbisaurus. Tên của loài khủng long này không có liên quan gì đến nhân vật Chimbi trong manga One Piece nổi tiếng mà được đặt theo vùng đất nơi phát hiện ra các hóa thạch của nó là phía bắc tỉnh Sơn Tây. Chimbisaurus có nghĩa là thằn lằn Bắc Tấn. Tấn là tên cũ của tỉnh Sơn Tây, giống như Siung Quan Long, Timolenja hay các họ hàng ở Bắc Mỹ như Dryptosaurus, Aplakilosaurus, Mystahivazer. Chimbisaurus cũng là một Tyrannosaurus ở vị trí trung gian trong cây tiến hóa của liên họ Tyrannosauridae. Các hóa thạch của nó được khai quật bởi Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Địa chất Khoáng sản tỉnh Sơn Tây năm 2008 tại hệ tầng Huay Chuan Phu có nguồn gốc từ giai đoạn tiền Creta, một khu vực rộng 150 km2 nằm ở vùng giáp danh giữa huyện Thiên Trấn thuộc tỉnh Sơn Tây và huyện Dương Nguyên thuộc tỉnh Hồ Bắc. Dựa vào các bằng chứng hóa thạch có thể cho rằng đây là một Tyrannosaurus có kích thước từ nhỏ đến trung bình và nhỏ hơn so với các khủng long bạo chúa thế hệ sau. Vị trí số 9 là Alectrosaurus. Năm 1923, trong chuyến khảo sát lần thứ 3 của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ đến bồn địa Iron Dabasu thuộc khu ngự trị Nội Mông hiện nay, một thành viên trong đoàn là George Olson đã phát hiện ra hóa thạch của một theropod có niên đại từ cuối kỷ Creta, bao gồm xương chi sau bên phải và hai xương ngón tay. Vài ngày sau, Olson tiếp tục phát hiện thêm nhiều hóa thạch theropod khác cách đó khoảng 30 mét, được cho là thuộc cùng một cá thể với các mẫu vật trước đó. Đến năm 1933, cả hai mẫu vật được mô tả và chính thức đặt tên bởi nhà khảo cổ Hoa Kỳ Trav Gilmore, và Alectrosaurus nghĩa là thằn lằn cô độc, được George Olson vinh danh bằng tên loài Olsoni. Gilmore cũng xếp Alectrosaurus vào họ Tyrannosauridae do có sự tương đồng về hình thái chi sau với các thành viên của họ này ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, cấu trúc của chi trước của Alectrosaurus rất khác biệt so với cái Tyrannosaur từng được phát hiện trước đó khi dài và phát triển hơn, đồng thời có một vút ngón khá lớn. Alectrosaurus là một Tyrannosaur có kích thước trung bình với chiều dài khoảng 5-6 mét. Một đặc điểm đáng chú ý khác là nó có chiều dài xương đùi và xương chảy xấp xỉ nhau, trong khi các khủng long bạo chúa khác đều có xương chảy dài hơn. Ngoài ra, các xương ngón và cổ chân của nó cũng kéo dài hơn so với các khủng long cùng họ, giống với đặc điểm của loài chim chạy bộ ngày nay như đà điểu. Do đó, có khả năng Alectrosaurus là một loài Tyrannosaur chạy khá nhanh và dùng tốc độ của mình để bắt mồi. Vị trí số 10 là Tarbosaurus. Tarbosaurus là một loài Tyrannosaur thứ hai được phát hiện ở châu Á sau Alectrosaurus. Tarbosaurus sống ở vùng đất ngày nay là sa mạc Gobi. Nó giống T-Rex đến mức ban đầu các nhà khoa học đã xem đây là một phân loài của chi Tyrannosaurus với tên gọi Tyrannosaurus vata. Với việc phát hiện thêm nhiều hóa thạch sau đó, loài khủng long này được chính thức xem là một chi riêng biệt với tên gọi Tarbosaurus, nghĩa là thằn lằn khủng khiếp. Nhưng đôi khi, một số nơi vẫn giữ tên gọi Tyrannosaurus vata. Tarbosaurus vata còn có một số danh pháp đồng nghĩa khác như Gorgosaurus novogilovi hay Gorgosaurus locinator hay Apatosaurus bariculosus.
Đây còn là một trong những loài khủng long có số lượng mẫu vật hóa thạch vô cùng phong phú, với khoảng 30 bộ hóa thạch của riêng loài này đã được khai quật, trong đó có khoảng 15 hộp sọ. Theo ước tính, các hóa thạch Tarbosaurus chiếm khoảng 1/4 số lượng hóa thạch phát hiện được ở hệ tinh Numex. Tarbosaurus được xếp vào phần nhóm Tyrannosaurinae thuộc họ Tyrannosauridae. Có thể nói đây là loài khủng long có quan hệ gần gũi nhất với T-Rex. Giống như người họ hàng nổi tiếng của mình, Tarbosaurus là kẻ thống trị khu vực châu Á giai đoạn Maastricht ở cuối kỷ Creta. Cả hai loài khủng long giống nhau đến mức, thậm chí nhiều nhà khảo cổ đã đặt ra giả thuyết rằng các Tarbosaurus đã di cư qua Alaska vào Bắc Mỹ, sau đó tiến hóa thành T-Rex. Mình cũng đã có là một video riêng về Tarbosaurus loài này, các bạn có thể tìm xem ở góc phải của màn hình hoặc click vào link ở phần mô tả nhé. Vị trí số 11 là chu chân Tyrannus. Cho đến nay, các bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của chu chân Tyrannus magnus bao gồm một phần xương hàm trên và một mảnh xương hàm dưới có kèm theo răng. Có niên đại khoảng 73,5 triệu năm trước, được phát hiện trong đó một mỏ đá gần thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Khu vực này xưa kia vào kỷ Creta từng là một đồng bằng châu thổ, hiện nay là một trong những nơi có mật độ hóa thạch cao nhất thế giới. Rất khó để phân biệt chu chân Tyrannus với chỉ khủng long họ hàng Tarbosaurus. Cả hai đều thuộc phần họ Tyrannosaurinae, bao gồm những khủng long bạo chúa có quan hệ rất gần gũi với T-Rex. Giữa hai loài gần như không có khác biệt đáng kể, chỉ có một số đặc điểm trên hộp sọ chỉ có thể nhận ra rằng bằng con mắt chuyên môn của các nhà khảo cổ. Tương tự như Tarbosaurus, chu chân Tyrannus là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng bước đi trên mặt đất. Một cá thể trưởng thành có thể dài từ 10 đến 12 mét và nặng đến 6 tấn. Mặc dù không to lớn bằng T-Rex, nhưng chu chân Tyrannus cũng có kích thước xấp xỉ như Tarbosaurus, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Mối quan hệ gần gũi của nó và Tarbosaurus với T-Rex đã khiến cho các nhà khoa học đặt ra một giả thuyết rằng thực chất T-Rex là một loài ngoại lai đã di cư từ châu Á sang, chứ không phải là một bạo chúa bản địa Bắc Mỹ như Daspletosaurus hay Lithronax. Vị trí số 12 là Allioramus. Allioramus là một chi khủng long Tyrannosauroid sống vào cuối kỷ Creta ở châu Á, gồm hai loài Allioramus remotus và Allioramus antai. Các hóa thạch của loài này đầu tiên bao gồm một mảnh sọ và một số xương bàn chân được phát hiện bởi các nhà khảo cổ Xô Viết và Ba Lan trong sa mạc Gobi. Khu vực thuộc hệ tầng Numex này có niên đại từ cuối kỷ Creta khoảng 70 triệu năm trước, cũng là quê hương của rất nhiều loài khủng long nổi tiếng khác như Tarbosaurus, Deinocheirus, The Reginosaurus. Loài khủng long bạo chúa này sau đó được Sergei Kazanov gọi là Allioramus remotus, tạm dịch là phân nhánh tách biệt, nhằm ám chỉ sự khác biệt với các họ hàng của nó ở Bắc Mỹ. Đến năm 2001, một bộ hóa thạch hoàn chỉnh hơn của loài này thứ hai được phát hiện ở sa mạc Gobi và được Brousset mô tả đặt tên là Allioramus antai 8 năm sau đó. Các hóa thạch của Allioramus được phát hiện đều là của các cá thể chưa trưởng thành nên rất khó xác định được kích thước tối đa của chúng. Dựa vào các hóa thạch có thể ước tính được chiều dài vào khoảng 6 mét và nặng khoảng 500 kg. Allioramus là một bộ hàm dài và hẹp, có thể nó đến 74 hoặc 78 chiếc răng, nhiều hơn bất cứ một Tyrannosaurus nào khác. Một đặc trưng khác của chi này là một hàng gồm 5 chiếc sừng nhỏ mang tính biểu trưng cho từng cá thể nằm ngay trên mõm. Sa mạc Gobi vào thời đại Allioramus là một vùng đất vô cùng trù phú với các đồng bằng cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, xen kẽ với các khu rừng lá kim. Đây là môi trường lý tưởng cho các khủng long ăn thịt khi có số lượng con mồi rất phong phú, bao gồm các loài cá, rùa, cá sấu, động vật có vú hay các loài khủng long khác. Các Allioramus không chỉ sở hữu bộ hàm đủ khỏe, có thể nhai nát xương con mồi như những loài khủng long bạo chúa lớn hơn, bù lại, nó có cấu tạo cơ thể tương đối nhẹ và rất linh hoạt. Allioramus phụ thuộc vào tốc độ và sự khéo léo để săn mồi, do đó không phải cạnh tranh thức ăn với gã họ hàng có kích thước gấp đôi sống cùng khu vực với mình, đó chính là Tarbosaurus. Con mồi của nó thường là các động vật nhỏ, chạy nhanh mà Tarbosaurus không thể bắt kịp. Vị trí số 13 là Chenchosaurus. Một hộp sọ gần hoàn chỉnh và các phần xương cổ, đốt sống lưng và đuôi của một loài theropod đã được các công nhân phát hiện trong một công trường gần Càn Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, tại một khu vực có niên đại 66 đến 72 triệu năm. Đáng chú ý là phần mõm của loài khủng long này khá dài, chiếm khoảng 70% chiều dài hộp sọ và rất hẹp.
Tuy nhiên, đây không phải là một Spinosaurus mà được xác định là một thành viên mới của liên họ Tyrannosauridae. Cái mõm này khiến cho nó thường được gọi vui là Pinocchio Rex. Do có tỷ lệ mõm hoặc hộp sọ tương tự với hai loài Eleoremus đã được định danh nên Chenchosaurus sinensis, tên của loài khủng long mới được phát hiện, được xếp vào phân họ Eleoraminae. Một điểm đáng lưu ý khác là các hóa thạch của nó đều là của cá thể chưa trưởng thành, nên các nhà khảo cổ không chắc rằng liệu kiểu hình mõm dài này có duy trì khi con vật trưởng thành hay không. Ngược lại, hóa thạch của Chenchosaurus là của một cá thể trưởng thành, qua đó chứng minh sự tồn tại của các chi Tyrannosaurus mõm dài. Theo ước tính, Chenchosaurus có thể dài đến 9 mét, mặc dù có phần mõm và bộ răng dài hơn, nhưng nó không có lực cắn mạnh như các loài Tyrannosaurus khác. Bù lại, do có cấu trúc độc đáo như vậy, nên các Chenchosaurus không phải cạnh tranh về mặt thức ăn với các loài khủng long bạo chúa lớn hơn do nhắm đến các con mồi hoàn toàn khác nhau. Mặc dù thân hình mảnh mai và cái mõm dài làm cho loài khủng long này không có vẻ ngoài đáng sợ bằng, nhưng chúng vẫn nguy hiểm không kém các Tyrannosaurus họ hàng, thậm chí có phần nhanh nhẹn, linh hoạt và thầm lặng hơn. Tốc độ là chìa khóa giúp cho nó có thể săn đuổi các con mồi có khả năng chạy nhanh như các Ornithopod, Ornithomimid và Oviraptor, những loài khủng long vốn không phải đối tượng ưa thích của những kẻ săn mồi khổng lồ khác. Vừa rồi là 13 chi khủng long bạo chúa châu Á mà chúng mình muốn gửi đến các bạn. Video đến đây cũng đã khá dài rồi. Nếu các bạn có ý kiến đóng góp, đừng ngần ngại bình luận bên dưới cho chúng mình được biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe kênh để không bỏ lỡ những video khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.